Bởi vì sao cứ heo nát trước khi ta kịp ăn. Thơm ơi đừng hư, ta vẫn còn muốn ép mi để uống. Tủ lạnh thì ta đã trữ các món vào đúng các ngăn. Bỗng lạnh thâm đen giờ đây ta chẳng biết phải làm sao. Ta có một đam mê với những trái cây heo thì, nhưng tốn nạp quá ít và một năm chỉ có một lần. Vì con là bảo quản, đúng 2 tháng ta kiểm tra, hư hỏng là con sẽ lên đồng đài cùng với đám người xanh nha. Nhưng mẹ ơi, điều này thật là vô lý. Thì sao chứ? Tuyết ơi, đừng khóc mà. Vì sao được như thế? 2 tháng trái vẫn tươi. Chẳng lẽ ngươi dùng thuốc có chất bảo quản rất độc hại? Thật ca gai như thế, tính hạ độc hoàng hậu à? Đào phủ đầu lôi nó, cuộc đám hậu cần đi xử ngay nào. Tức lên hoàng hậu. Này này dừng bước chớ ngang ngược, muốn biết bí quyết thì dõi mắt lên đây. Trái kinh tinh lâu vì có Panasonic, tụ làm với em long siêu tốc, đảm bảo hoa quả và trạng thái tươi ngon. Trái cây thực phẩm để mấy tháng chẳng nhầm nhò, đã có ngang cấp đông nhanh Panasonic. Vì vậy chớ vội vàng mà manh động. Chưa xong đâu, ta sẽ không bỏ qua. Mua tủ lạnh Ram Plus Panasonic với công nghệ Econavi, Inverter, siêu tiết kiệm điện, nhận ngay ưu đãi VIP Care, bảo hành chính hãng đến 3 năm, bảo hành kỹ thuật trong 24 giờ với hotline riêng, miễn phí kiểm tra và bảo dưỡng 1 năm. Đến điện máy xanh, mua liền tay, nhận nhiều ưu đãi.